mình sẽ quay cái video về giới thiệu hai cái con xe các bạn. Hai con xe giống rất là giống nhau các bạn. Con xe Sĩ Bắc 135 và con này 2010 các bạn. Đấy, nhìn tổng quan thì hai con này nó giống nhau tới khoảng 95% các bạn. Thì mà bây giờ mình sẽ quay cái video này, mình giới thiệu, mình chỉ cho các bạn mấy cái điểm khác nhau giữa hai con này ha. Rồi, bắt đầu mình phân biệt các bạn. Hai xe này chính chủ các bạn. Xe ông anh mình thì ông ở nè, ông ở huyện Cái Nước ha. 69L1, bản số rất đẹp các bạn, 1973. Đây, còn ảnh đăng ký này bạn. Vào tháng 8 2009 nè. Thì ảnh xài được 11 năm các bạn. Xe này rất là bền các bạn, 11 năm rồi đó. Các bạn xem lại nè. 2009 ha. Đó, 2009. Con này xài 11 năm các bạn. Rồi, con Sĩ Bắc mình thì mới mua đây các bạn, mình mua 2016 các bạn. Đăng ký lần đầu nè. 2016. Sĩ Bắc các bạn, 35, 2016 các bạn. Thì là 4 năm rồi. Mình ở 5 căn nên bản số 6911 ha. Còn ảnh cái nước ảnh là 1. Còn mình ở 5 căn thì em mời. Rồi bạn xem nè. Mình thấy cho các bạn mấy cái điểm khác nhau với hai con này các bạn. Ngoại hình thì giống nhau 95% các bạn. À, thứ nhất là bạn không biết nhất là cái đồng hồ các bạn. Ở đây là đồng hồ FI các bạn. Để chế FI của Eo Winch Jackson nè. Cái đồng hồ bên kia là cái đồng hồ thường các bạn. Đây bên kia nó không có phun xăng điện tử, nó chạy đường xăng con các bạn. Đây chạy đường xăng con. Rồi điểm khác biệt kế tiếp là cục sạc các bạn. Sĩ Bắc thì nó có cục sạc này bạn, cục sạc ha. Đây có cái gì điện các bạn. Có gì điện ha, cục sạc. Còn cái con bên đây thì không có các bạn. Con này nó chỉ là cái miếng cao su đầy lại nè các bạn. Bên đây mở ra được ha, cao su này đây là các bạn. Đó, ha. Cao su này. Còn bên kia là cái cục sạc các bạn. Điểm khác biệt kế tiếp là con 2010 là nó cái giò đạp nó bằng ấy các bạn. Liền nữa bạn, rắc liền nữa ha, đổ liền nữa ha. Rồi con Sĩ Bắc mình đi cái nè, giờ đã có xu các bạn. Như thế cũng có xu các bạn thấy không? Rồi kế tiếp là cái combo. Đây combo bạn thấy nè. Đó combo đó. Thấy không? Bạn thấy nó u các bạn thấy không? Đó, vì nóng quá giờ mình gỡ em gỡ các bạn. Nó u các bạn thấy ha. Cái combo u ha. Còn cái con bên kia không có các bạn. Bạn qua đây bạn ơi. Con này nó liền nữa bạn. Các bạn thấy nè, nó liền luôn, nó không có vụ u hết bạn. Đó. Rồi kế tiếp là cái chiếc 2010 là nó có cái e gió hết bạn. E gió bạn thấy không, nó nằm bên tay trái hết bạn. Tay trái à, tay trái là nó có cái e gió. Còn bên cái con Sĩ Bắc không có bạn. Con Sĩ Bắc này thì nó không có e gió hết bạn, nó liền luôn nè. Nói chung là giống nhau hết thế à. À. Ở trước thì bánh nó làm thắng đĩa các bạn, thắng đĩa. Rồi chiếc 2010 giống hệt luôn, không có gì khác gì các bạn. Phuộc yên gì giống hết. Chỉ có khác mấy chỗ thôi các bạn. À. Hai thắng đĩa giống nhau các bạn. Sau thắng đụm ha. À. Giống nhau không có khác gì hết, chỉ nó khác là có bốn chỗ các bạn. Thắng đĩa thắng đụm các bạn. À. Chứ là khác như cái đồng hồ là tổng quan cho mọi người thêm nhất à. Đồng hồ đây thì đồng hồ FI ha. Chiếc Sĩ Bắc không FI, còn chiếc kia là đồng hồ không FI bạn. Rồi thứ hai là cục sạc lớn nha. Đây mình có cục sạc, cục sạc nó để cục sạc điện tử các bạn. Có cục sạc điện tử mình nó thêm cục sạc nè, cục sạc nó có máy luôn nè. Còn cái bên 2010 quá bạn, 2010 thì nó chèn chuột nha, nó che đây một số. Thứ ba là cái dây đạp nó liền, dây đạp có xuống bạn. Thứ tư là combo ha, combo này bạn, nó combo ha. Nó có cái bộ quần này bạn, trong một này. Còn đây là cái nó liền ra, không có cái bộ nào liền ra. Mình sẽ tự con Sĩ Bắc này bạn. Bữa nay trời mưa quá, mình quay cái xe mình thấy nó rất là dơ các bạn. Năm cảm ha. Đi năm căn vậy tới cái nước mưa dày luôn. Các bạn. Bánh gì dày luôn, mới chuyện sơ sơ đó. Ở đầu mình đề cái tiếng máy cho bạn xem các bạn, con Sĩ Bắc ha. Đó, tiếng máy rất là êm gu và gu các bạn. Cảm thấy em đó. Con này cái tua máy nó cao lắm ơi. Chạy test cái gì cái góc mình test thì nó lên được khoảng 125 các bạn. Thì vẫn cảm thấy lên đó, nước hậu rất là tốt. Nhưng mà mình không dám kéo nữa. Chạy kéo có khoảng 2 cây số rồi mình giật lại mình không dám kéo nữa. Độ 16 à. Nước hậu rất là ngọt nha. À, tua máy cao. Lên từ 0 tới 100 mình chạy khoảng 7 giây là tới 100 các bạn. Tua cao đó, xuống rất là ngọt các bạn. Không có sửa máy cho nha.
lên nhanh xuống nhanh, nước hậu rất tốt các bạn, không sửa máy hết, chạy rất là êm thôi, ngồi đồng cối đá các bạn. Con anh cũng vậy nè, con anh mình cũng xài 11 năm mà chạy rất êm nha. Anh xài, anh mua 2009 mà anh xài 11 năm mà xe, không biết cái xe nó sao rồi đó. Bền đó các bạn. Mấy điểm khác nhau đó mình cho các bạn xem các bạn. Cái cả thái nó các bạn thấy nè. Cái số khung với số máy nó là một số 1 các bạn. Các bạn thấy không? 6 số đuôi các bạn thấy không? 060323 ha. Nè. Số khung số máy là một số 1 các bạn. 060323. Còn chiếc F 2010 là nó hai số khung số máy là nó khác nhau các bạn, không có giống nha. Còn chiếc F thái này nhập nguyên chiếc là nó số khung số sườn nó giống nhau nha. Rồi tổng quan một vòng nữa cho các bạn, rồi mình kết thúc video các bạn. Ngoài sự khác nhau về cái đồng hồ FI ha. Nè, đồng hồ FI bạn thấy rồi. Nhìn vô là tổng quan bạn nhìn này thì chiếc cả thái là nó chiếc này các bạn, nó đồng hồ FI thôi không? Đồng hồ FI. Thứ hai là cái combo ha. Combo U ha. Thứ ba là cái cục sạc lớn ha. Thứ tư là cái vòi đập cao su các bạn. Nè, có mấy dây điện thôi không? Cái vòi đập cao su ha. Rồi, thứ tư là bạn như bạn mua xe cũ là bạn nhìn cái vụ này ha. Xe cũ là bạn nên nhìn cái cà quẹt các bạn. Cà quẹt chứ 2010 nó không có vụ này các bạn. Nó có thể nó lên được chữ xì bắt nhưng mà nó không lên được cái số khung số sườn các bạn. Cái số khung số sườn này là theo suốt hết đời con máy các bạn. Con máy thì nào con máy hư rồi mới số sườn số xe mình hư mới hư số này các bạn. Số này theo hết suốt cuộc đời nữa nha. Bởi vì bạn đấy nè. Số khung số máy là không thể thay thế được các bạn. Đó. Khung số 1 số 1. Rồi các bạn còn cái khoảng kỹ nữa các bạn mở ra. Chỉ có dòng F Thái với mấy chiếc 2004-2006 các bạn. Nhập khẩu nguyên thiết bên Thái về, hoặc có mấy chiếc đó là Thái nó chuyển về các bạn. Máy Thái sườn là nó có cái số các bạn. Nè, mấy chiếc F Thái các bạn nhìn thấy kỹ không? Cái số nó quay bề ngược các bạn. Cái số máy quay bề ngược nha. Thấy không? Đó. Các bạn thấy không? 060323 thấy không? Nè. 060323 khớp với cái giấy này các bạn. Khớp với cái giấy nè, 060323 các bạn. 060323 các bạn. Đó, quay bề ngược các bạn. Mấy chiếc 2010 quay bề xuôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Rồi, Philip Long Nguyễn thân chào nha.